Sáng ngày 18 tháng 8, ông Đinh Thanh Dị, 57 tuổi, trú tại thôn 1, xã E Ta, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk cho biết, gia đình cháu Đoàn Trần Tuấn Anh, 13 tuổi, trú cùng thôn, đang tới nhà cảm ơn sau khi ông cứu cháu Anh trong lúc đang thoi thóp dưới hồ nước. Theo ông Dị, gia đình có hồ nước cách nhà khoảng 150 mét, xung quanh cây cối rậm rịch, khá vắng vẻ. Chiều ngày 16 tháng 8, sau khi đi rẫy về, ông xuống hồ để cắt cỏ cho cá, thì thấy mặt nước hồ động đậy, tượng cá lên ăn, Ông chưa vội đi cắt cỏ mà ngó xuống hồ xem, thì vô tình thấy phần đầu của cháu anh đã chìm dưới mặt nước khoảng 20cm. Ngay lập tức, ông không kịp phức lại điện thoại, mà lao xuống hồ cứu người. Lúc này, người cháu không còn cử động. Ông nhị vừa dốc ngược người để sơ cứu, vừa hô hoáng thất thanh. Cùng lúc, con trai ông nhị đang phát cỏ trong vườn, vừa tắt máy phát cỏ nên nghe thấy, chạy tới phụ ông đưa cháu lên khỏi hồ. Chỉ vài phút sau khi sơ cứu, cháu anh đã tỉnh lại theo ông nhị nếu chậm khoảng 30 giây nữa là cháu anh chìm hẳn lúc đó sẽ không phát hiện ra trước đó ngày 17 tháng 8 trên mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc khiến người xem lo lắng hồi hộp thoát tim đoạn clip do camera an ninh đặt tại hồ cá ghi lại cho thấy một cháu nhỏ tới hồ nghịch phá rồi trượt chân rơi xuống Sau gần 2 phút lê hoay, không lên được cháu bé đi về hướng khác để tìm lối lên thì trúng khu vực nước sâu trong khoảng thời gian gần 2 phút tiếp theo, cháu nhỏ cố gắng vùng vẫy, ngập lặn giữa hồ nước nhưng bất thành. Khi cháu dường như buông bỏ, chìm dần xuống hồ thì may mắn chủ hồ phát hiện, lao xuống cứu sống trong tích tắc. Đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều ý kiến cho rằng xem clip không khỏi thoát tim, cháu bé đã được sinh ra lần thứ hai. Chúc mừng cháu và bác chủ hồ.